và sư phụ, trong quyển Noi Gương Niệm Phật có nói rằng niệm một câu A Di Đà Phật diệt được 84.000 tội trong sanh tử, được 84.000 công đức vi diệu. Vậy trong công đức hàng ngày như lau chùa, quét trần nhà, có lỡ con kiến con nhện chết, có diệt được tội đó không? Cúi xin sư phụ từ bi khai thị cho chúng con được rõ. Bây giờ á, nếu mà nói là niệm Phật thì diệt được tội, tức là không có nhân quả. Bởi vậy á, mình tạo cái nhân á, thì phải chịu cái quả. Bây giờ nếu mà mình tạo ác quả, tạo ác nhân, rồi cái mình niệm Phật thì nó hết á, thì làm ác đâu có sao, ai cũng biết niệm Phật vậy. Con nít nó biết nói, mình dạy nó niệm Phật, nó cũng biết niệm Phật vậy. Mình á, không có thể mà cái bằng y văn giải ngã. Trong kinh nói y văn giải ngã tâm thế Phật quang á, tức là làm quang cho tâm thế Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Mình tin Phật phải tin nhân quả. Nhân quả thì tạo cái nhân gì thì phải được cái quả nấy, chứ không phải là mình niệm Phật hay là tụng chú hay là tụng kinh thì được dẹp cái nhân đó, dẹp cái tội đó, không có được. Bây giờ mình phạm giới á, mình sám hối á, thì chỉ sám dẹp cái tội phá giới thôi, còn cái tội nhân quả đó mình phải chịu, chứ không có sám hối mà hết được. Kính bà sư phụ, như chúng con lỡ lau dọn quét mà lỡ bị kiến chết như vậy đó, chúng con cũng phải chịu nhân quả sư phụ. Mình không thì cố ý vô, tôi đã nói đó, vô ý giác thì sau này cũng bị người ta vô ý giác hả?